bạn nào ấy, bạn nào mà đang khó khăn ấy, đang thế này thế kia, đang túng thiếu, đang khó khăn, đang khổ, cuộc sống nó kiểu như nó cứ rơi vào bế tắc ấy, đề nghị các bạn ấy xem lại cái bản thân, xem lại cái ý chí của mình đi, xem lại mình là cái người như thế nào, xem mình có ý chí hay không, mình có cái nghị lực hay không, xem mình có cái quyết tâm, có cái cố gắng hay không, hay là cái bản thân ấy vẫn cứ chây ì ra, vẫn cứ ỷ lại, vẫn cứ dựa dẫm, vẫn cứ cảm thấy là đang đang là còn màu hồng lắm. Xem lại đi, xem mình có phải là cái người lười biếng không, có phải là cái người mà thiếu ý chí không. Toàn là những cái người mà kiểu như là những cái người mà khó khăn khổ cực vất vả thế này thế kia, toàn là những người thì thiếu đi cái ý chí, thiếu đi cái vươn lên, thiếu thiếu cái vươn lên, thiếu ý chí, thiếu học hỏi. Như thế thì bạn sao mà không khó khăn. Những cái người đó họ chỉ cần họ bứt chí lên tí, họ thế này thế kia thì họ thay đổi một tí đỡ hẳn luôn đấy, chăm chỉ lên tí, chịu khó lên tí. Đừng có bao giờ mà kiểu như là, nói chung là đừng có, mình nói nha, nhiều người ấy, người ta bị một cái kiểu như là người ta cứ cứ cứ, cứ giữ cái thể diện ấy, cứ giữ cái sĩ diện ấy, cứ giữ cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh mà không có thật ấy. Ừ, cái cách sống mà theo cái kiểu như là không có thật ấy, và cuối cùng là người ta chẳng dám làm cái gì, người ta chẳng làm cái gì, người ta không cố gắng một cái gì. Ừ, thế đâm ra là người ta chấp nhận cái cuộc sống người ta cứ không thực chất ý, suốt đời để đến mức độ mà chẳng làm được cái gì. Xong từ những cái đó, từ cái giữ thể diện, đâm ra sinh ra kiểu như là bốc phét, đi đến đâu gặp ai thế này thế kia là kiểu như là cứ bốc phét, cứ ba hoa, cứ thế này thế kia. Ừ, cứ tạo cho mình là cái vỏ bọc này này nọ nọ, kiểu mặc cảm. Mà những cái người hay thích kiểu là bao hoa bốc phét là những người, người ta mặc cảm, người ta không có, người ta sợ, sợ người khác, người ta đánh giá, sợ người khác thế này thế kia, đâm ra là người ta cứ phải thế này thế nọ, phải nổ, phải cứ không thực chất. Ừ, những cái người khổ, những cái người như vậy khổ, thiếu thốn khổ, khổ hết đời đấy. Bỏ ngay cái tính đấy đi, sĩ diện bỏ ngay đi. Bây giờ ai người ta ok, có những cái sĩ diện nó là cái tốt đấy. Ừ, nhờ có cái sĩ diện thì con người ta mới kiểu như là vươn lên, phấn đấu. Ừ, thì nỗ lực thì có cái sự mà kiểu như là sáng tạo, phấn đấu, phát triển. Nhưng mà tuy nhiên những cái người sĩ diện theo cái kiểu đã lười đấy, còn sĩ diện, cái sĩ diện ở đây là người ta nhìn thấy những cái này cái kia, là người ta không thể là cái người lì, không thể là cái người mà lười học, hay là lười làm lao động, hay là thế này thế kia. Người ta biết đường, người ta có ý chí, người ta vươn lên nó khác. Đường này cái sĩ diện đây vừa lười vừa sĩ, vừa lười vừa không có cái gì, muốn làm mà không có ăn thì thế này thế kia. Thì cái sĩ đó của bạn cũng mà khổ suốt đời. Các bạn nhớ đấy. Thế nên bạn nào mà có cái tính đó là các bạn bỏ ngay đi. Bỏ ngay đi, chẳng để làm gì cả nhá, chẳng để làm gì cả. Bạn có như thế nào thì như nhá. Bạn có như thế nào, bạn có sĩ diện, bạn bốc bốc phét như thế nào như. Nhưng mà người ta, người đời người ta nhìn vào cái thực tế, bạn tiếp xúc với người ta, người ta mời bạn 3 bữa, 5 bữa, bạn phải mời lại người ta một bữa chứ lại. Đường này nói thì như rồng, ăn nói thì uốn lượn như rồng, thể hiện này này nọ nọ, cuối cùng cái thực chất làm gì có đâu. Thế có phải là dở không? Thà bạn là cái người bạn cứ chịu khó đi, vất vả một tí cứ chịu khó đi, nhưng mà bạn là cái người thực chất, bạn ăn xin của ai đâu, bạn người này người kia, bạn cứ ok thế này thế nọ, bạn vẫn là cái người có giá trị. Chả cần phải nói năng gì, nhưng bạn vẫn là cái người kiểu như là bạn sống nó thực chất, đầy người tôn trọng bạn, mà từ đó bạn có thể là bạn đi lên, bạn vươn cao được chứ. Chứ đường này ăn mặc cho nó thật đẹp và nhìn cho nó thật thế này thế kia, thì gặp đi đường mà gặp những cái người, người ta cần giúp đỡ, gặp người tai nạn người ta thế này thế kia, làm ngơ đi thẳng, rồi ngồi ngồi với ai thì nói chuyện, tôi tâm đức, tôi tốt, tôi thế này thế kia để làm gì. Cứ thực chất đi, cứ ok đi, cứ chịu khó vào.
thay đổi, chịu khó mà học hỏi, thay đổi tu sửa, bỏ bớt cái tôi xuống, cái bản ngã xuống. Thế thì kiểu gì chả ok, kiểu gì chả đầy đủ, kiểu gì mà chả sung túc, kiểu gì ấy chả tốt hơn, tốt lên, mọi người tôn trọng mình hơn. Xin chào quý vị và các bạn nha. Này mình nói với quý vị là như này nha. Các bạn để ý một cái điều là như này nha. Trong cuộc sống có những cái người mà người ta là những cái người, người ta sung túc, người ta đủ đầy. Mặc dù người ta là những cái người dường như người ta không phải vất vả một tí gì. Mà người ta vẫn cứ có cái cuộc sống mà sung túc đủ đầy. Nhưng mà không ít người mà người ta vất vả nhiều lắm, nhưng mà cũng chỉ đủ ăn thôi. Không ít người, mình nói có những cái người, người ta quần quật, người ta làm lúc nào cũng thấy người ta làm, nhưng mà chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Hơn nữa là thế này, lại có một số người nữa thì họ là những cái người họ vất vả. Cái người này thì vất vả nhưng mà họ được cái họ sung túc, họ đủ đầy, nghĩa là họ làm họ có cái thành quả, họ làm họ có cái thành quả. Mình nói các bạn là như này này, các bạn nhớ một cái điều là như này này. Thường thường là trong cuộc sống ấy, rất nhiều người người ta thích cái kiểu như là vừa nhàn và vừa có tiền ấy. Nhiều người số đông bao giờ người ta cũng thích cái điều đó, thích là lúc nào cũng kiểu an nhàn thảnh thơi nhưng mà lại phải có rất là nhiều tiền. Thì ai cũng thích thôi. Nói đúng, ai cũng thích, nhiều người thích. Tuy nhiên thì cái số lượng đó thì không nhiều đâu. Cái số người mà kiểu như là người ta vừa nhàn mà người ta nhiều tiền không nhiều đâu. Nói chung là nó tùy thuộc vào cái phúc của từng người. Tùy thuộc vào cái phúc của từng người. Nhưng bạn cứ để ý nhé, những cái người người ta vất vả nhưng mà người ta sung túc, người ta đủ đầy thì vẫn là hay. Vẫn là hay. Bởi vì mình nói với các bạn là như này này. Mình nói với các bạn là như này này, cái phúc của một người ấy, mà nó lớn đến thế nào ấy mà chúng ta không tạo ra ấy, chúng ta cứ tiêu cái phúc đi thì nó sẽ hết thôi. Nó sẽ hết thôi. Ví dụ như là bạn là cái người mà kiểu như là bạn không cần phải làm, không cần phải vất vả cái gì mà bạn lúc nào bạn kiểu sung túc, lúc nào bạn có, bạn cũng chẳng thiếu cái gì, bạn cứ hưởng ấy, người ta gọi là hưởng phúc, hưởng phước. Thì cái phúc của bạn nó sẽ hết, nó sẽ trôi. Đến một cái thời điểm nào đó thì bạn thấy là nó hết, nó cạn. Còn những cái người mà người ta vừa tạo phúc, người ta vừa kiểu như là người ta vừa tiêu, người ta vừa vừa có và người ta phải vừa kiểu như là người ta cứ tạo ấy, thì nó bền vững, nó sẽ bền vững. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Còn những cái người mà người ta kiểu như người ta làm chưa ráo mồ hôi đã hết tiền ấy, thì nói đúng ra là như thế này này. Nói đúng ra họ chưa phải là cái người chăm. Họ chưa phải là cái người chăm chỉ. Ok, về tay chân có thể là họ chăm, nhưng mà về cái suy nghĩ, về cái chịu khó mà học hỏi, chưa hẳn là đã là chăm. Và hơn nữa là đôi khi nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Nhiều khi có những cái người, mình nói với quý vị nhé, có những cái người, người ta làm việc
hùng hục hùng hục, cứ tưởng là chăm chỉ thế này thế kia, nhưng mà cái chăm chỉ của họ ấy, nó kiểu như là cái cố gắng của họ ấy, nó có cái giới hạn. Cái cố gắng của họ nó không đi đến cuối. Ừ, đôi khi kiểu là bỏ dở, đôi khi làm kiểu như là làm nó chưa hết mình ấy, mặc dù là rất chăm, nhưng mà cái trách nhiệm ấy nó chưa thực sự cao. Các bạn nên nhớ, hãy nhớ với mình một cái điều đó. Thế này, trong cái nội dung video hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn cái đặc điểm của cái người tuy vất vả, nhưng mà những cái người này thì họ luôn là những người sung túc đủ đầy. Mặc dù là có vất vả, có hơi vất vả. Ừ, video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn chú ý đón xem. Thế này nha, cái người mà kiểu như là cái người mà tuy vất vả nhưng mà người ta là những người người ta sẽ thành công ấy. Người ta luôn có đầy đủ của cải vật chất. Nói chung là họ là những người có thể nói là họ là những người có tài sản, cũng là cái người kiểu như là giàu có ấy. Thì thường thường là các bạn sẽ thấy họ có những cái đặc điểm là như thế này này, có một vài cái nét tướng là như thế này này. Có một vài cái nét tướng là như này này. Thường thường là những cái người này, cái khuôn mặt của họ ấy, nó có đẹp đấy, nhưng mà đẹp thì nó ở cái mức độ khoảng 7 điểm thôi. Mọi thứ nét tướng đẹp nhưng chỉ ở khoảng 7 điểm thôi. Ừ, đôi khi có những cái người nhá, có những cái người thì kiểu như là người ta nhỏ, cái số đông là những cái người kiểu như là người ta cái dáng người ta nó nhỏ nhưng mà nhanh. Ừ, nhìn nhỏ thó nhưng mà nhanh nhẹn lắm, nhanh nhẹn từ những cái hoạt động, kiểu như là họ là cái kiểu hoạt bát ấy. Nhanh nhẹn từ cái hoạt động cho đến kiểu như là cái suy nghĩ nó nhanh, rất nhanh. Những cái người này thì rất nhanh, đôi khi cũng có thể nói là kiểu như là họ ôm đồm ý, có cái tính kiểu như là ôm đồm ý. Mặc dù nhé, mình nói các bạn là như này này, mặc dù họ nhanh nhưng mà họ không bị vội, nghĩa là nhanh, cái nhanh của họ ấy, nó không bị ẩu. Bởi vì sao? Bởi vì ở họ ấy, họ có cái hiểu biết, họ có cái thông minh ý. Nhưng mà nhanh kiểu như là ôm đồm ý. Ừ, kiểu là như vậy. Những cái người này thì vất vả nhưng mà hơi những cái người này thì tuy vất vả nhưng mà người ta là những người người ta có tiền. Hơn nữa các bạn nhìn vào cái bàn tay nhé, các bạn nhìn vào bàn tay cho mình nhé. Những cái người này thì thường là cái bàn tay của họ ấy, nó hơi cứng. Ừ, cái bàn tay nó hơi cứng, cái ngón tay thì nó cũng chưa được dài. Bàn tay nó hơi cứng, bàn tay nó chưa được dài, nhưng được cái là tay của họ nó đầy đặn. Các cái gò tay của họ nó đầy đặn. Ừ, nó đầy đặn. Nó hơi cứng, bàn tay chưa được dài. Nhưng mà ngón tay của họ ấy, nó lại thẳng. Ừ, nó lại thẳng. Các bạn ý, ngón tay rất là thẳng. Nhưng mà nó chưa được dài, nó bình thường thôi. Còn những cái người mà ngón tay kiểu nuột nà mà dài mà thon ấy, thì thường là những người người ta nhàn hơn. Ừ, những cái người tay kiểu mềm ý, tay mềm mại, dài đòn thì họ nhàn hơn, họ sẽ nhàn hơn. Hay là thế này nữa này, những cái người này thì các bạn cứ để ý là cái ánh mắt của họ cũng nhanh ý. Ừ, những người vất vả ấy,
tuy vất vả nhưng mà người ta giàu ấy, người ta có tài sản ấy, cái ánh mắt của họ cũng nhanh. Và đôi khi là hơi kiểu như người ta nói, người ta cũng nói nhanh, thích nói nhiều, kiểu kiểu là như vậy, thích nói nhiều. Nhưng mà được cái là kiểu như là thẳng tính, được cái là lại là có, kiểu như là chân thành ý, thật thẳng tính cũng tốt. Đôi khi cũng hơi hơi nóng tính tí, hơi nóng tính tí, nhưng mà tốt, được cái là tốt, sống tốt. Sống kiểu như là ở trong họ, họ là cái người kiểu như là họ biết thương người, biết quan tâm đến người, kiểu là như vậy. Rồi là cái gì nữa, rồi là các bạn để cho mình là như này này, những cái đặc điểm của những cái người mà người ta sung túc đầy đủ ấy, nhưng mà người ta hơi vất vả ấy. Họ luôn có cái điểm này nhá, rất chịu khó, chăm chỉ, cần cù. Bạn để cho mình cái điều đó. Những cái người này thì chăm chỉ chịu khó lắm nha, chăm chỉ chịu khó lắm, chăm chỉ chịu khó lắm. Họ mà làm cái gì mà việc cái gì mà kiểu như là họ lên kế hoạch rồi là họ làm đến, họ phải làm bằng được, họ không làm là họ bứt rứt, họ không chịu được đâu. Mà lại cũng sạch sẽ, lại ưa sạch sẽ cơ, ưa sạch sẽ. Ví dụ là như thế này này, trong nhà của họ ấy, mà cái gì mà lộn xộn là họ không chịu được, ưa sạch sẽ, kể là cái cơ thể quần áo hay là cơ thể mà kiểu như là làm việc mà đến lúc mà kiểu như là nó mồ hôi mồ kê hay là nó bẩn thỉu hay là quần áo như nào là họ phải sai, phải thay, phải phải về 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 tắm, phải giặt, phải rửa, cái kiểu là như vậy. Người ta thích gọn gàng ngăn nắp, người ta ưa sạch sẽ. Nói chung là ở những cái người này, người ta chăm chỉ mà người ta kiểu như là người ta có cái gì, người ta cứ kiểu như là ham hoạt động ấy. Bạn thử đấy cho chính bạn đi, những bạn nào mà bạn là những cái người mà kiểu như là bạn bạn hơi vất vả một tí, nhưng mà bạn lại là những cái người bạn có tiền ý, ý bạn cũng đầy đủ ý, bạn không phải lo về tiền ý, bạn đấy xem có đúng không. Cái người này thì bạn cứ để ý một vài những cái điểm như vậy xem có đúng không. Mình nói các bạn là như này này, những cái người này, những cái người mà chăm chỉ vất vả một tí, nhưng mà người ta là những người, người ta giàu, người ta có tiền ý, người ta có thể người ta làm những cái công việc mà kiểu như là nó bình dị thôi, nó giản dị thôi, nhưng mà ở họ, họ luôn kiểu như là họ làm bất cứ một cái gì họ làm với cái tinh thần, với cái tinh thần mà kiểu như là trách nhiệm cao ấy, làm rất có trách nhiệm, làm có trách nhiệm lắm. Hơn nữa những cái người như này nha, những người như này nha, họ lại còn họ có một cái tính rất là đáng quý, nghĩa là họ biết tiết kiệm, biết tiết kiệm. Bạn nhớ đấy, không lãng phí đâu, không phung phí đâu, họ biết tiết kiệm. Cái tiết kiệm ở đây họ là những người họ sẵn lòng, sẵn sàng, họ cho đi, họ giúp đỡ người này người kia, nhưng mà trong cái cuộc sống của họ là cái người họ biết tiết kiệm, họ chi tiêu tất cả các thứ họ rất biết kiểm soát. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy, mình nói nha, các bạn hãy nhớ là thế này này, cái chuyện mà tiết kiệm nó là một chuyện nha, cái chuyện mà biết quản lý tài chính nó là một chuyện, còn cái chuyện mà kiểu như là không biết tiết kiệm nó lại là một chuyện. Có những cái người trong cuộc sống người ta ấy, người ta không biết tiết kiệm nhưng người ta lại là cái người bủn xỉn. Nhưng có những cái người trong cuộc sống người ta là cái người, người ta biết tiết kiệm nhưng người ta lại là cái người hào phóng. Bạn hãy nhớ cho mình cái điểm đó. Hãy nhớ cho mình cái điểm đó. Vì sao mình nói thế?
Vì như thế này này, ví dụ mình nói ví dụ rất là đơn giản là như thế này này. Có những cái người người ta đi ra ngoài đời, người ta trồng cho ai một cái gì, người ta gặp người này gặp người kia khó khăn thế này, người ta chẳng giúp đỡ chẳng cho ai, đi ăn đi uống đi thế này thế kia, nhiều khi hay là đi làm bất cứ cái gì mà bảo người ta mà lấy tiền, người ta bo, người ta tip cho nhân viên thế này thế kia là người ta không. Mặc dù là ví dụ đi ăn nhà hàng thanh toán rất là nhiều tiền chẳng hạn, nhưng mà tiền bo cho nhân viên thì nhiều khi là kiểu như là dường như là không. Hay là đi massage, đi đấm lưng, đi tẩm quất, hay là đi bất cứ đâu gội đầu, hay là đi làm đẹp thế này thế kia, người ta không. Thì những cái người đó là những cái người người đó là những người là không phải là cái người hào phóng. Hơn nữa là thế này này, những cái người mà kiểu như là người ta là những người người ta không biết tiết kiệm ấy, mà người ta lại buồn xỉn ý, đi ăn đi uống người ta gọi tràn lan, người ta đâu có biết, người ta đâu biết là ăn đến đâu gọi đến đó đâu. Hoặc là ví dụ như là kể cả là không ăn hết, người ta đâu có biết là gói những cái đồ mà kiểu như là cần phải mang về, người ta mang về, người ta không biết cái chuyện đó. Vừa lãng phí vừa không biết tiết kiệm. Nhưng mà ở đây những cái người mà người ta có cái số ấy, người ta đủ đầy, nhưng mà tuy người ta vất vả nhưng người ta đủ đầy, người ta rất biết tiết kiệm. Từ cái nấu cơm, mình nói nấu cơm ăn như thế nào, người ta nấu mà để mà ăn vừa vặn luôn. Người ta nấu cơm ấy, để mà ăn vừa vặn luôn, không bao giờ để thừa cơm hay là thừa thức ăn thế này thế kia. Bạn anh nhớ đấy, kể cả mình nói nhá, kể cả là kiểu như là nhà mà có giúp việc thế này thế kia, người ta chỉ đến nơi đến chốn, này chị giúp việc ra đây, đây nấu như thế này nha, gia đình mình nha thì thường ăn như này như này như này thì nấu đúng như thế này thôi. Đấy, hôm nào mà ăn sáng nhiều thì bớt đi một tí, mà hôm nào mà ăn sáng kiểu như là đạm bạc thế này thế kia ấy, thì lại nấu thêm một tí, ví dụ thế. Không có chuyện thừa mà đổ đi đâu, nấu thừa hay là đổ đi thế này thế kia rất là ok, kiểu là như vậy. Nhưng mà ngược lại, mình nói ngược lại, khi mà người ta là những người người ta tiết kiệm như vậy, nhưng mà người ta có tài sản có này có nọ, người ta rất thích đi làm phúc, rất thích kiểu như là chia sẻ. Ừ, ví dụ là đi đây đi đó, đi chùa đi lễ thế này thế kia, người ta rất thích công đức. Ừ, rất thích giúp đỡ người này người kia. Các bạn hãy nhớ đấy. Mình nói các bạn là như này này, các bạn cứ luôn nhớ một cái điều là như này này, các bạn hãy luôn nhớ một cái điều là như thế này nhé. Tất cả những cái người mà người ta là những người ta biết quản lý tiền ý, biết quản lý tài chính ý, biết tiết kiệm ý, người ta là những người người ta biết tính toán trong cái cuộc sống ý, không bao giờ người ta rơi vào cái tình trạng mà kiểu như là thiếu thốn. Bạn nên nhớ một cái điều là như vậy. Còn những cái người mà các bạn cứ đi ra ngoài, các bạn cứ thấy là những cái người này người kia, người ta tiêu pha cái kiểu như là nhìn có vẻ hào phóng, nhìn có vẻ xa hoa lãng phí thế này thế kia ấy, thì những cái người đó không ăn thua đâu, những người đó không ăn thua đâu, các bạn cứ nhớ đấy. Thường thường là những cái người như vậy là những người người ta không biết kiếm nhiều tiền đâu. Những cái người mà lãng phí thì những cái người mà tiêu này tiêu kia, cái kiểu như là vống lên đi, tiêu vống lên đi, tiêu như kiểu như là khoe của ấy. Những cái người đó người ta không biết quản lý tài chính. Những cái người đó người ta bình thường. Cái người mà thực sự, những cái người mà người ta có tiền của ấy, người ta thế này thế kia ấy. Cách chi tiêu của họ nó khác, cách chi tiêu nó khác.
nhiều khi những cái người bình thường người ta đi ra ngoài, những người mà kiểu như là người ta chưa va chạm nhiều ấy, thì người ta đi ra ngoài người ta cứ nhìn những cái người này người kia đi ăn đi tiêu, phải đi vào những cái nhà hàng thật là sang trọng, thật là đắt tiền, đi đây đi đó hơi tí là xỉa tiền ra, nhìn có vẻ ghê ghê gớm gớm, nhìn vẻ hoành tráng, thì người ta nghĩ những cái người đó là những người giàu, là những người lắm tiền. Nhưng mà không phải, không phải, cái người người ta có kinh nghiệm ấy, thì người ta nhìn ý, có những cái người người ta rất là bình thường. Cách đi ăn đi uống đi chi đi tiêu các thứ người ta rất là kiểu như là chừng mực ấy, chừng mực, người ta chi tiêu hợp lý mà chi tiêu thông minh ý. Người ta chi những cái gì mà cần chi cần thiết thế này thế nọ. Những cái người như vậy mới là những người có nhiều tiền, những cái người như vậy mới là những cái người mà kiểu như là người ta giỏi, giỏi kiếm tiền, giỏi sắp xếp, giỏi quán xuyến, người ta quan sát tốt, người ta mới là những cái người mà kiểu như là người ta mới là những người có nhiều tiền. Các bạn nhớ đấy, các bạn cứ để ý đi, thực ra là trong cuộc sống các bạn cứ để ý những cái người mà tỷ phú ấy. Mình nói các bạn nhận những cái người mà dường như là những cái người người ta giàu nhất, trong top của những cái người giàu nhất ấy, người ta đều là người như thế nào, đều đều vất vả đấy, đều chăm chỉ đấy, đều bận rộn đấy, nhưng mà lại luôn là sung túc đấy nha, các bạn hãy nhớ đấy. Bởi vì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Người ta đều là kiểu rất chăm chỉ, chịu khó, vất vả, nhưng mà cái quản lý chi tiêu của họ cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn luôn nhớ với mình một cái điều là như vậy. Những cái người người ta là những cái bậc thầy về kinh doanh, bậc thầy về tâm lý thế này thế kia, người ta biết tạo ra những cái kiểu như là ham muốn, những người ta biết thao túng những cái tâm lý của khách hàng của thế này thế kia, người ta biết tạo ra những cái sản phẩm mà để cho khách hàng người ta phải muốn có bằng được, phải muốn mua bằng được, người ta biết lên biết xuống, biết tạo thành cái thói quen cho người mua người dùng. Người ta đánh mờ, người ta biết làm mờ cái đôi mắt của khách hàng chẳng hạn thế, lúc cần phải làm sáng, lúc cần phải làm mờ. Thế nên người ta quá hiểu, người ta quá hiểu nhiều khi cái nhu cầu, người ta hiểu rằng một cái điều là trong cái cuộc sống, cái nhu cầu gì nó là cái nhu cầu nó chính đáng, thế người ta tiêu dùng cái gì nó rất chính đáng, người ta không phải bận tâm về cái đồ mà người ta dùng nó vừa hữu hiệu này, đúng không? Nó vừa có, nói chung là nó hữu ích nhưng mà nó lại không bị lãng phí, nó không bị mất đi, người ta không phải lo lắng về cái sở hữu cái đồ đó. Chứ còn những cái người bình thường, những cái người mà kiểu như là người ta không, người ta ít cái kiến thức về quản lý tài chính ấy, thì người ta cứ thích hoành tráng cơ, người ta cứ thích mua bất cứ một gì nó kiểu như là nó phục vụ cái cảm xúc người ta ấy. Người ta cần cái tiện nghi, cần cái tiện nghi, cần cái cảm xúc, trong khi đó thực chất cái cuộc sống của người ta ấy, nó lại mất tự do. Mình nói các bạn nhé, các bạn hãy nhớ một cái điều là như này nha, các bạn cứ nhớ với mình một cái điều là như này này, cái người thực sự người ta là những cái người, người ta thực sự người ta nhiều tiền ấy nhá, người ta giỏi, người ta giàu mà người ta có nhiều tiền ấy, người ta rất cần cần cái gì, người ta rất cần cái sự tự do ấy. Người ta hiểu, người ta cần cái sự tự do lắm. Chứ còn những cái người bình thường ấy, người bình thường ấy, thì người ta cần cái cảm xúc, cần cái tiện nghi, thế nên cứ có tiền là thích cái gì là nhích. Có tiền là thích cái gì là nhích. Ví dụ
Ví dụ như là một cái người bình thường, người ta nhìn thấy có cái túi sách, có cái túi sách nó đắt tiền, người ta có 1 tỷ chẳng hạn, người ta có 1 tỷ mà cái túi sách đó ấy, nó rơi vào khoảng trên 900 triệu, nhưng nó đẹp, nó sang, cầm ai nhìn cũng ngưỡng mộ chẳng hạn. Sẵn sàng là người ta bỏ hơn 900 triệu người ta mua, rồi trong cái túi nó chỉ có vài chục triệu. Đấy là những cái người bình thường. Đây là mình đang nói ví dụ thôi nha, để chúng ta hình dung. Chứ còn những cái người mà người ta là những cái người người ta giàu thật sự ấy, thì cũng là cái túi sách. Ví dụ người ta có 1 tỷ chẳng hạn, ví dụ trong 1 tỷ vẫn là cái túi sách, người ta chỉ mua cái vài chục triệu thì chẳng hạn, thậm chí là vài triệu, nhưng mà trong túi người ta lại đầy tiền. Đấy, cái số còn lại nó lại đầy tiền. Chính vì cái đó nó khiến cho họ có được một cái tự do, cái tự do trong đầu. Cái tự do ở trong đầu đây, cái tiền bạc bạn có ấy, thì bạn vừa được tự do về cái tâm lý, bạn vừa được tự do về tiền bạc, về tài chính, để khi khi mà có một cái gì mà cần dùng đến tiền, cần phải đầu tư, có một cơ hội gì như thế nào, bạn lúc nào bạn có tiền tươi luôn. Tiền bạn xả ra được luôn, bạn đầu tư được luôn, bạn nắm bắt cơ hội được luôn. Chứ còn những cái người kia mà người ta cứ mua sắm vô tội vạ, theo cái cảm hứng, theo cái cảm xúc, để phục vụ cái bên ngoài của mình, phục vụ cái tiện nghi của mình ý. Những cái người đó thực ra là những người người ta thiếu cái thời gian, không được tự do về thời gian. Các bạn cứ để ý cái điều đó. Mà mình chưa nói nha, nhiều khi cái cuộc sống ấy, cái quy luật cuộc sống mà của mỗi người, kể cả là của xã hội, của thế giới luôn, nó cứ đi lên rồi đi xuống, đi lên đi xuống, nó không bằng phẳng đâu. Nó đều có cái tần số ấy, nó đều theo cái hình sin, nó quy luật để nó không bao giờ nó theo cái kiểu bằng phẳng thế này thế kia. Những cái người mà kiểu như là người ta cứ thích cái gì người ta mua cái đó, đến khi mình nói cái cuộc sống, đến khi mà nó kiểu như là nó rơi vào trong cái tình trạng ấy, kiếm ăn nó khó thế này thế kia ấy, người ta mệt mỏi liền nhá. Rồi đến lúc là những cái đồ mua cái gì bắt đầu cứ bán dần đi, bán dần đi, mà bán cái trò mà mua những cái đồ mà tiện nghi theo cái cảm xúc của mình thì bán được bao nhiêu, bán được bao nhiêu. Có những cái đồ nhiều khi cho chẳng ai lấy, kể cả là lúc mua rất là đắt tiền, vẫn cứ để ý đi, đúng không? Thường thường là như vậy. Thế nên đi ra ngoài ấy, chúng ta nhìn nhìn một cái người nào đó ấy, cái cách ăn mặc, cách sở hữu những cái đồ người ta là chúng ta biết. Người ta có sở hữu cái gì mà nhìn trông nó long lanh, nó lộng lẫy thế này thế kia ấy, thì những cái đồ đó ấy, họ bán đi ấy, không bao giờ bị lỗ. Người ta khôn. Thế bạn thấy là những cái nhà tỷ phú, những cái người tỷ phú người ta giàu như vậy, mà những cái xe họ đi toàn cái đời ở kìa, lại những cái xe họ sở hữu. Miễn là đi an toàn là được, tránh mưa, tránh nắng, tránh gió, đi an toàn là được. Còn toàn cái đời từ ngày xưa, có tốn kém gì đâu, có phải đắt tiền gì đâu, thế này thế kia đâu. Thế mà toàn những cái người bình thường thì lại cứ thích sở hữu những cái người ta gọi là những cái khiến cho người khác nhìn phải là phải trầm trồ, phải thế này thế kia đâu. Người ta đâu cần thiết đâu, người ta đâu cần thiết cái đó đâu. Cái quan trọng là ở trong người ta ấy, trong cái tài khoản người ta ấy, nó có đầy tiền nhá, trong túi người ta đầy tiền, người ta thích, người ta chả bị vướng mắc, không vướng mắc một cái gì, vẫn cứ để đi. Thì những cái người mà cứ bình thường, cứ những cái xe thì cũng phải nhiều tiền này, xong nhà cũng phải nai lưng ra rồi trả góp, cũng thật là nhiều tiền. Thế là cái cuộc đời suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ để mà kiếm tiền, để mà trả nợ, để mà thế này thế kia. Xe cộ cũng vậy, cũng mua trả góp thật là đẹp, thế này thế kia, rồi nói chung là khổ. Trông thế thôi nhưng mà khổ được mỗi cái kiểu như là cái cảm xúc, kiểu như là cái nhiều khi cái trí não đã đánh lừa ấy.
cảm xúc giả tạo đánh lừa. Bạn cứ nhớ, bạn cứ để ý. Nhưng mà thực ra thì thế này, cái gì thì nó cũng có cái hay của nó, muốn nói gì thì nói. Đây là do mỗi người thôi, do cái nhìn nhận mỗi người thôi. Có những cái người thì người ta lại thích cái điều đó làm người ta hạnh phúc, thì người ta cảm thấy cái cuộc sống người ta nó đang sống. Nhưng mà có những cái người thì người ta lại thích cái thực chất chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà mình nói luôn với các bạn là như này, cái người mà người ta nhìn sâu nhìn xa, người ta thích cái thực chất ý, người ta nhìn sâu nhìn xa, người ta luôn là những cái người người ta có được cái sự bình an. Các bạn nhớ đấy. Chứ còn những cái người mà người ta thích những cái mà cảm xúc, những cái mà tiện nghi, những cái thế này thế nọ ý, cứ luôn và ngay thế này thế nọ ý, người ta là những người người ta sẽ dễ rơi vào cái trạng thái bất an, căng thẳng, mệt mỏi, không cẩn thận suy sụp ấy. Các bạn nhớ đấy, đúng không? Đấy, bạn thấy những cái người nhiều tiền, người ta đỡ nhà cửa ấy, thích người ta vẫn đi thuê bình thường, người ta sở hữu tiền thôi, đúng không? Sở hữu tiền, sở hữu vàng, sở hữu những cái gì mà người ta có thể là móc ra, lôi ra, hay là người ta sở hữu cái gì, những cái đầu tư người ta vào chỗ này chỗ kia, chứ người ta không mua bán một cái gì mà liên quan thế này thế kia để mà phải bận tâm. Đúng không? Hoặc là người ta sở hữu cái gì nữa, sở hữu cái kiến thức ở trong đầu, người ta cứ nạp, người ta đầu tư, người ta nạp cái kiến thức vào trong đầu, cái đó là cái tốt chứ, cái đó là cái vô cùng là tốt. Thế nên mình nói các bạn rồi, mình nói các bạn là như này này. Chúng ta là cái người mà chúng ta có cái hiểu biết, có cái kiến thức ý, nó ở trong đầu ý. Thì đôi khi chúng ta chả cần sở hữu cái gì, chúng ta vẫn sống khỏe, vẫn sướng. Vẫn sống khỏe, vẫn sướng. Không cần phải có cái vật chất gì trong đầu có kiến thức. Rất là đơn giản thôi, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ đơn giản là như này này, những cái người mà người ta có cái kiến thức sinh tồn chẳng hạn, thì người ta đi đâu những cái vùng mà hẻo lánh, những vùng mà hoang vu, bất cứ đâu người ta cũng sống được, thời tiết như thế nào người ta cũng sống được, kiếm cái gì ăn, kiếm gì uống rất đơn giản với người ta, nếu người ta là cái người có cái kiến thức về sinh tồn, đúng không? Bạn cứ để đi. Rồi là như này này, kể cả là trong cuộc sống ấy, có những cái người bảo là ôi bây giờ cái xã hội bây giờ là phải có tiền thì mới có người yêu, mới lấy được vợ, hay là mới lấy được chồng, hay là mới thế này thế kia. Nhưng mà những cái người người ta có kiến thức ý, người ta chẳng có một cái gì luôn ý. Người ta thích người nào là người ta tiếp cận được người đó, người ta tán tỉnh được người đó, và người đó là những người sẽ thích cái người có kiến thức chẳng hạn. Ví dụ đây là mình nói ví dụ, đâu cần phải có tiền đâu. Nhiều khi bạn có tiền, bạn đôi khi bạn có tiền nhưng mà bạn lại thành kiểu như là thiếu kiến thức, bạn thành cái người dại dột, gặp ai cũng xỉa tiền ra, thế đâm ra là toàn bị lợi dụng, tiền mất tật mang, có tiếng không có miếng, thành ra dở hơi. Thế đâu phải có tiền là hay đâu, có tiền mà không có kiến thức thì làm gì mà hay đâu. Có tiền không có kiến thức thì đi đâu, toàn bị lợi dụng. Đàn ông thì bị đàn bà lợi dụng, và đàn bà thì bị đàn ông lợi dụng. Thế đâu phải là hay đâu. Còn là những cái người người ta không có tiền nhưng người ta có kiến thức đấy. Nhiều khi đôi khi người ta đi ra đời, người ta gọi là cái gì, tay không bắt giặc đấy, gì nữa. Cái kiến thức nó bao giờ nó chả hay, chả lợi. Mà mình nói luôn các bạn là như này này, cái người mà người ta có kiến thức ấy, người ta đi đến đâu người ta cũng được trọng dụng. Nhiều khi những cái người này người kia, người ta mời người ta đến, mời người ta hỏi ý kiến này ý kiến nọ, tham mưu cố vấn chuyện này chuyện nọ. Nhiều khi trong cuộc sống có những cái người người ta giỏi lắm, có những cái người ta chả thiếu cái gì, nhưng mà thiếu mỗi cái ví dụ là người ta muốn hỏi một cái ý tưởng, một cái chiến lược, một cái này cái nọ. Nhưng mà những cái người mà người ta có kiến thức người ta cần lắm chứ. Người ta cần lắm chứ. Mà người ta tiếc cái gì khi bạn có kiến thức, bạn tư vấn, bạn thế này, bạn giúp đỡ cho người ta chiến thắng,
một cái lĩnh vực gì đó mang lại cho những cái người mà bạn giúp đỡ ấy. Ví dụ người ta được 100 tỷ thì chắc chắn là người ta sẽ cho bạn một vài chục tỷ chứ còn gì nữa. Ví dụ thế, đây là mình nói ví dụ. Thì nhờ cái ý tưởng, nhờ kiến thức của bạn, bạn giúp đỡ người ta thế này thế kia, hay là bạn giúp đỡ người ta quản lý cái này cái nọ, hay giúp đỡ người ta những cái bước để mà đi, để mà tiến, để mà thế này thế nọ, nó nhiều nhiều cái lắm. Thì rõ ràng là cần gì phải là cái này cái kia đâu, cứ có cái đầu, có kiến thức, đi đến đâu người ta chẳng cần, đi đến đâu người ta chẳng cần, đến đâu mà người ta chẳng giang tay ra, đúng không? Kiểu là như vậy, đúng không? Thế nên ý, nói gì thì nói, các bạn nhớ là thế này, là những người mà người ta biết tiết kiệm ý, thì người ta biết tiết kiệm, người ta có cái tầm nhìn, người ta biết tiết kiệm, người ta biết sở hữu những cái gì nó cần và đủ và đúng, không bị lãng phí, không bị phung phí, những cái người đó họ sẽ là những cái người sung túc, sẽ là cái người đủ đầy. Và hơn nữa, các bạn cứ nhớ với mình là như này nha. Các bạn luôn nhớ với mình là như này này. Bạn càng vất vả, càng chăm chỉ, càng chịu khó ấy, mà bạn ý có được những cái thành quả ấy, đó là cái tốt nhất. Bạn anh nhớ với mình một cái điều là như vậy. Cái đó là cái tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái phúc của bạn ý, nó không bị mất. Nó không bị mất. Những cái người mà tưởng chừng như là người, cái người mà kiểu như là vừa an nhàn, vừa sung sướng, vừa thế này thế kia ấy, mà người ta vẫn đầy đủ ấy. Cứ an nhàn chẳng phải làm gì mà người ta vẫn đầy đủ. Người ta là những người, người ta đang làm mất cái phúc của người ta đi. Các bạn nhớ đấy. Các bạn cứ quan sát sâu vào, các bạn cứ nhìn những người xung quanh các bạn đi, là các bạn sẽ thấy được cái điều đó. Bởi vì không có gì là mãi mãi. Bạn thấy không? Bạn cứ để đi những cái người nha, những cái người mình nói, mình quan sát những cái người mà những người bạn bè của mình từ thời đi học là cũng ra rồi. Rồi là chưa kể là quan sát những cái người mà hàng xóm thế này thế kia từ ngày xưa là mình cũng đã nhìn thấy rồi. Có những cái người, người ta rất cố gắng chịu khó, rất là vất vả, rất thế này thế kia, người ta có chí. Thì tự rằng y như rằng đến bây giờ người ta có một cái gì đó, người ta nó có một cái sự thành thơi. Mà tuy là thành thơi nhưng mà họ không bao giờ họ ngừng nhé. Không bao giờ họ ngừng cái kiểu như là họ trì trệ, lúc nào họ cũng giữ được kiểu như là cái chịu khó, lúc nào họ cũng biết trân trọng những cái việc họ làm thế này cái kia, thành quả không bao giờ là dừng dưng. Nhưng mà còn những cái người, mình nói những cái người ngày xưa người ta sướng ấy, bây giờ người ta chật vật lắm, bây giờ túng thiếu. Người ngày xưa được bao bọc sung sướng ý, cứ hưởng phước, hưởng phúc, chả làm cái gì, chả thế này thế kia. Bây giờ có muốn làm cái gì, muốn học cái gì cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nhiều cái nó ấy rồi, quen rồi, quen cái thói ăn nói chơi rồi, quen cái kiểu như bây giờ học nó không vào đầu nữa, không vào đầu nữa, nản, ý chí nó kém. Xong bắt đầu quen kiểu như là thiên hạ người ta dán cái nhãn vào, cứ nghĩ rằng mình là cái đỉnh cao, nghĩ rằng mình là cái công tử, là tiểu thư. Thế là bây giờ làm cái gì mà nó thế này thế kia là cũng không làm. Sướng quen rồi, không làm, bây giờ đâm ra lại cứ suốt ngày là trong cái tình trạng mà túng thiếu, mệt lắm, trong tình trạng túng thiếu. Nhưng mà nói gì thì nói, đúng là có một cái là như thế này này, có một cái như này là chúng ta đều là những người chúng ta cần phải để ý cái điểm là như này này. Thường thường là những cái người mà kiểu như là người ta đang khó khăn ý, thì người ta hay có được cái quyết tâm, hay có được cái ý chí để người ta vươn lên trong cuộc sống ấy, để người ta nỗ lực, người ta vươn lên ấy. Nhưng mà những cái người mà khi mà người ta thành công ấy, người ta có đầy đủ thế này thế kia rồi, người ta giàu, người ta không thiếu cái gì nữa, đầy đủ ấy, thì
thì người ta dễ bị kiểu như là dễ bị kiểu đâm ra là không nỗ lực nữa, thay tâm đổi tính, dễ trở thành những cái người mà cứ suốt ngày đi lo mà đi đi hưởng những cái thành quả mà người ta có ấy. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến là làm thế nào mà để mà tiêu, để mà pha, để mà hưởng thụ, để mà thế này thế kia. Thì mình nói là thế này này, cái đó là cái nguy hiểm đấy. Cái người mà giàu mà không biết nghĩ, không biết suy nghĩ sâu xa ấy, thì người ta dễ bị rơi vào cái trạng thái cứ thích hưởng thụ, rồi là tiêu xài những cái đồng tiền, tiêu xài linh tinh, đi ăn đi chơi các kiểu, tạo nghiệp, kiểu như là tạo nghiệp ấy. Người giàu mà kiểu như là không thiếu đi cái nhìn nhận, thiếu đi cái tu dưỡng, cái giáo dưỡng, thiếu đi cái nhận thức ấy. Thường là như thế, và người ta cũng rất là nhanh chóng người ta đi trở về nghèo. Nhiều trường hợp ấy, mình nói có những cái trường hợp ấy, nếu mà để mà nói người ta tiền người ta tiêu, người ta ăn uống mấy đời chả hết cả. Nhưng mà chỉ vì cái kiểu như là chơi bời bời, xong bắt đầu tiền thì vung vung vẩy vẩy, thế là kết giao toàn những là bạn bè xấu. Rồi những cái người bạn bè xấu thì người ta đưa vào giỏ lúc nào không biết, người ta đưa vào bẫy, làm những cái chuyện này chuyện kia, rồi người ta trói cho. Thì nếu mà không làm chuyện này chuyện kia, người ta trói cho, thì bắt đầu người ta cứ rủ dê. Bây giờ mình hỏi các bạn nha, các bạn có một đống tiền mà người ta rủ các bạn đánh bạc, bạn có tiền, bạn có 10 đời, nhưng mà bạn chỉ một tiếng bạc thôi, ra đi hết chứ có cái gì đâu, mất hết thua sạch chứ có cái gì đâu, đơn giản là như vậy thôi. Mà trong những cái lúc mà hồ đồ như vậy, chắc chắn là người ta sẽ cho, người ta rủ đi ăn đi chơi, người ta cho dùng cái này dùng cái kia, không tự chủ được, cái thần kinh không vững, không hiểu, thế là xong chứ có cái gì đâu, có cái gì là thế này thế kia đâu. Các bạn anh nhớ đấy, nguy hiểm lắm đấy, chứ không phải là vừa đâu. Thế nên đi, mình mới nói bất cứ một cái gì cần phải hiểu biết, càng hiểu biết càng tốt. Quá nhiều trường hợp, quá nhiều cái tấm gương, cái lúc mơ mơ màng màng, lúc không tỉnh táo thì cứ vui, cứ gật, cứ thế này thế kia, xong rồi cứ bừa bãi, cứ ẩu thế này thế nọ, đến lúc tỉnh táo rồi hối không kịp. Cái cuộc sống này nhiều khi mình đã nói rồi, chúng ta chỉ biết những cái gì chúng ta biết thôi, còn những cái chưa biết ý, thì phải học đi, phải bình tĩnh, phải cố gắng mà có nhiều những cái kiến thức vào thì mới bảo vệ được cho bản thân, mới đỡ khổ. Những cái chưa biết là kinh khủng lắm, nhiều cái kinh khủng lắm. có nhiều cái nó diễn ra kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải là cứ ở đó cứ tưởng là có cái này có cái kia tự hào ghê gớm. Mình nói những cái người ta có bất cứ một cái gì mà nhìn cái khuôn mặt của người ta có cái không hiểu biết là biết ngay là cái người này là cái người yểu. Nhìn nó cái yểu ấy. Bạn không hiểu biết thì bạn trăm ngàn cái con đường mà để bạn mà bạn đi lao xuống vực. Chứ còn bạn là cái người hiểu biết thì nhìn bạn, kể cả nhìn bạn có bình dị, nhìn có bình thường, nhìn có giản dị, nhìn thế này thế kia, nhìn tâm đức, đức độ, bạn vẫn là cái người, cái phúc của bạn nó lớn. Bạn hãy nhớ đấy. Chứ không phải là ở đó mà cứ nghĩ rằng, nghĩ này, nghĩ nọ, ngây thơ. Cứ tưởng rằng ta đây cứ phải là có tiền, có quan hệ, phải thế này thế kia là ta ghê gớm lắm. Đi đến đâu là cứ ghê gớm, cứ vung vẩy. Cũng oai, cũng thế này, cũng bỏ tiền thế này thế kia, oai, hơn người, thích thể hiện, này nọ nọ, nguy hiểm cực kỳ luôn. Xong chơi với ai, chơi với những cái người, chơi những không biết nhìn người, chơi toàn chơi những cái người, cái tâm kế người ta nó sâu xa. Chơi toàn những cái người ăn nói có vẻ là ngọt ngào, lịch sự, tử tế, nhẹ nhàng, có vẻ yêu chiều, có vẻ thế này thế kia, nhưng mà hở một cái, hở sườn cái là người ta thọc một phát vào sườn,
Thì ở đấy mà oai oai được bao lâu? Người ta dí người này người kia, người ta dùng các kiểu cạm bẫy. Bạn chơi với những người, nói chung bạn không biết nhìn người là nguy hiểm lắm, trong cuộc sống nguy hiểm lắm, nhất là bạn lại là những cái người kiểu như là bạn có cái này có cái kia thật nhiều vào. Bạn đừng có nghĩ rằng là bạn có cái này, bạn càng có cái gì mà bạn càng không hiểu biết, bạn càng dễ 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 gặp nguy hiểm. Thà bạn không có thì không sao, nhưng bây giờ bạn càng có mà bạn lại càng là những người kém hiểu biết ấy. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm cực kỳ luôn đi, đúng không? Bạn sao bạn lường được, sao bạn lường được hết? Bạn càng là những cái kiểu như là những cái mũi tên nó chĩa vào bạn, những cái đôi mắt kiểu như là đầy tham lam, đầy thủ đoạn, người ta chĩa vào bạn, bạn chạy lên mây, chạy đi đâu, chạy đi đâu, đúng không? Chạy làm sao được, sao mà thoát được, ví dụ là như vậy. Thế nên những cái bạn nào bạn đi ra đường nhìn cái bạn nào mà bạn cứ có cái thái độ mà kiểu như là thiếu khiêm nhường ấy, thiếu khiêm tốn ấy, thì biết ngay bạn là cái người bình thường lắm. Kể cả bạn là ai, biết ngay bạn là cái người rất bình thường. Có khi cái tai họa nó trực trực chờ 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 đến ngày đến giờ nó xảy ra, đến ngày đến tháng đến giờ nó xảy ra, nó diễn ra, đúng không nào? Thế nên mình nói các bạn là thế này này, mình vẫn luôn muốn chia sẻ với các bạn là như này này. Nếu để mà nói là học thì không biết bao nhiêu cho nó đủ, không biết bao nhiêu cho nó đủ. Nhưng mà mặc dù chúng ta hiểu được là như vậy, nhưng mà chúng ta nên cứ chịu khó mà chúng ta nạp kiến thức. Chúng ta nạp kiến thức vào đầu, chúng ta học, học được cái gì tốt cái đó, học được cái gì tốt cái đó, nhất là học những cái cách sống, những cái sống làm sao mà cho nó đạo đức, cho nó cẩn thận, cho nó hiểu biết, cho sống làm sao cho nó tử tế, sống làm sao mà cho nó là cái người mà kiểu như là có ích cho xã hội, sống tử tế. Chứ đừng học những cái cách sống này cách sống nọ, đừng có kiểu như là học những cái kiểu như là ngông cuồng, những cái kiểu như là thế này thế kia, sống theo cái kiểu nói chung là cứ học đi, phải học, chúng ta cứ học đi. Bây giờ mình có nói thì nhiều khi những cái người mà từng trải, những cái người mà từng trải, những người đi qua rồi, trải qua rồi, hay là những cái người rất hiểu biết thì sẽ hiểu. Mà còn những cái người mà chưa hiểu biết thì có khi người ta nghe người ta cũng mông lung lắm, người ta đôi khi người ta cũng cũng cũng, cũng chưa hiểu hết vấn đề, người ta chưa hình dung ra được. Thôi cứ học từ cái này cái kia, cứ vừa học thì trong cuộc sống cứ trải nghiệm, cứ làm sao mà cứ khiêm tốn, cứ khiêm nhường, cứ thế này thế nọ. Làm cái gì thì hãy nhớ, làm bất cứ một cái gì, từ ăn nói suy nghĩ, giữ cái bình tĩnh khiêm tốn, tôn trọng người khác, đừng có tỏ vẻ gì, đừng có thế này thế nọ, rồi càng ngày cuộc sống nó càng vỡ ra nhiều điều, càng học được nhiều kiến thức thì nó sẽ tốt. Học đâu có thừa, đâu có thừa đâu. Bạn chẳng cần có cái gì, bạn có học bạn sướng, cuộc đời bạn vẫn sướng, đúng không? Bạn cứ để đi. Mình nói cái câu, một cái câu mà của cái người chú mà ngày xưa, trước đây mình nói với quý vị rồi, ngày xưa tặng mình một cái câu nói. Chú bảo là: "Tu ạ, hai cái người bơm xe, hai cái người bơm xe, mà cái người nào ấy là cái người có học ấy, người ta vẫn sướng hơn." Đấy, ngay từ ngày xưa cái chú tặng mình cái câu nói đó, bây giờ mình vẫn nhớ.
mới đầu nghe cứ tưởng là bình thường rồi, nhưng mà càng 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 sống thì càng nghe càng ngẫm càng thấy nó quá đúng luôn ấy. Nghe thì rất bình thường nhưng mà càng nghĩ câu nói đó càng kinh khủng, quá tuyệt vời. Biết nghĩ và biết áp dụng tốt hơn, sẽ tốt lên nhiều. Nhiều bạn bạn chưa hình dung ra, bạn cứ học trong cái cuộc sống, bạn cứ học những cái cách mà để mà có được cái này cái kia. Nhưng mà bạn chưa hình dung ra hết. Thế đâm ra là ví dụ như bạn học cái cách kiếm tiền nhưng bạn không học cách giữ tiền là nguy hiểm, đúng không? Bạn học cách mà chơi với người bạn tốt nhưng mà bạn không học được cái cách mà làm sao ấy, mà để mà nhìn cái người tưởng là tốt lại là xấu, để mà có biết đường. Còn có những cách mà kiểu như là ứng xử đối phó, ứng biến như thế nào để bảo vệ cái bản thân của mình, bạn chưa học. Bạn biết một mà bạn chưa biết hai. Cái lượt đi bạn có nhưng lượt về bạn chưa biết. Cái đó cũng là cái nguy hiểm, đúng không? Các bạn nhớ cho mình cái điều đó. Đấy, thì thôi bây giờ mình lại nói tiếp này. Mình lại nói tiếp này, những cái người mà người ta là những cái người, người ta vất vả một tí nhưng mà người ta là những người sung túc đầy đủ ấy. Những cái người này họ là những người họ rất biết tính toán mọi thứ, họ rất rất là biết tính toán. Tính toán giỏi, tính toán siêu ấy. Tất cả ngoài cái tiết kiệm, tính toán họ những cái khoản là những cái khoản tiền nào như thế nào ấy, cái đầu vào bao nhiêu, cái thu bao nhiêu, cái chi bao nhiêu là họ tính toán rất giỏi. Họ biết để ra chia những cái thu về của họ nó là như nào, họ biết chia ra. Xong những cái gì mà hàng tháng họ chi bao nhiêu, họ thu bao nhiêu là chi cái gì họ cũng biết chia ra, cho nên là xem là để mà chi tiêu cái gì, cái này là ưu tiên này, để ra một bên này, ưu tiên thứ nhất này, để một bên này, ưu tiên thứ hai để một bên này, ưu tiên thứ ba để bên này, biết cái gì cần nhiều cần ít họ để một bên, chỗ nào để tiết kiệm, bao nhiêu để tiết kiệm này, bao nhiêu để mà dự trù này, bao nhiêu mà để mà kiểu như là để mà đầu tư này, họ rất là biết tính toán, bạn cứ nhớ đấy. Mà bạn, mà mình nói với bạn là như thế này này, các bạn đừng bao giờ các bạn có cái suy nghĩ là cứ phải kiếm nhiều thì mới như thế nha. Mình nói kể cả bạn kiếm được rất ít, bạn vẫn học cái cách để mà quản lý tiền đi. Từ cái nhỏ đi, bởi vì tất cả mọi thứ bao giờ cũng vậy thôi, từ cái nhỏ nó sẽ đến cái lớn. Bạn làm cái nhỏ tốt thì cái lớn nó sẽ tốt. Chứ bạn đừng có đợi phải là tôi phải nhiều tiền thì tôi bắt đầu tôi mới học cái cách đó để tôi giữ để tôi thế này thế kia. Đơn từ cái nhỏ đi, hình thành cái thói quen, cái nhỏ xong bắt đầu đến cái lớn, bắt đầu lúc đó nó sẽ dễ dàng với bạn, nó sẽ tốt. Bạn thấy là một cái ngôi nhà bạn xây lớn thì cũng phải bắt đầu từ cái viên gạch đấy chứ, có một viên thì sẽ có hai viên thế này thế kia chứ. Làm gì có ai mà đùng một cái, bạn đợi bạn giàu bạn mới học cái cách quản lý thì muôn đời bạn không giàu được. Bạn đợi bạn giàu mà bạn học cái cách để mà đầu tư cũng muôn đời bạn không bao giờ bạn giàu để bạn đầu tư được. Bạn đầu tư từ cái nhỏ đi, có nhỏ thì có lớn. Bạn kiếm được 1 triệu thì sẽ kiếm được 2 triệu. Đúng không? Phải thế chứ. Đúng không? Phải thế chứ. Mình nói nhiều khi chúng ta lại dễ bị kiểu như là mắc một cái sai lầm là như thế này này. Chúng ta làm cái gì thì chúng ta hay có cái kiểu như là cầu toàn ý. Hay có kiểu cầu toàn ý. Cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ khó thành công lắm nha. Cứ phải là giỏi thế này thế kia ấy. Mình nói ngay kể là bạn chưa biết gì bạn cứ làm đi. Cứ lao vào mà làm. Bạn lao vào thì bạn mới giỏi đấy chứ. Trong cái quá trình mà bạn làm thì bạn mới có kinh nghiệm, bạn mới giỏi đấy chứ. Bạn đợi bạn giỏi thì bạn mới làm.
sao lại phí thời gian mà phí. Thế bao giờ bạn giỏi bạn không làm, lấy đâu ra bạn giỏi? Bạn đợi bạn hiểu biết thì bạn mới làm. Bạn làm đi, làm từ cái nhỏ nhỏ đi, làm từ cái nhỏ nhỏ đúc kết rút ra được những cái kinh nghiệm, bắt đầu kinh nghiệm nó tràn trề, bắt đầu tiến dần tăng dần chứ. Cứ chờ đợi cái tư tưởng, cứ chờ đợi cái cầu toàn, cứ thế này thế kia không dám. Thế thì làm sao mà đúng không? Các bạn cứ để đi, đúng không nào? Mình nói các bạn là như này. Kể cả khi mình chia sẻ YouTube thì mình chia sẻ với các bạn như này này. Ngay từ cái ngày xưa mình chả biết cái gì, mình cứ lên mình ngồi mình chia sẻ. Những cái ngày đầu tiên mình đâu có biết nói năng nghe là như thế nào đâu. Nếu như mà mình mà kiểu như là như người khác thì mình bảo là thôi bao giờ mình phải thật thế này thế kia thì mình lên mình thế này thế nọ, nhưng mà không, tôi không biết, tôi cứ lên đây, tôi cứ lên đây, tôi cứ chia sẻ đấy, chia sẻ sau này tôi có được cái sự đóng góp góp ý của khán giả, và tôi cũng nhìn nhận lại tôi theo từng ngày, theo cái thời gian nó trôi đi trôi đi trôi đi, tôi đúc rút những cái kinh nghiệm thì sẽ tốt lên, tiến bộ lên từng ngày từng ngày từng ngày. Thì nhờ như thế thì nó mới ok chứ. Chứ tại sao mình cứ phải là đợi đợi hoàn hảo? Thế nào là hoàn hảo? Những cuộc sống này, cái thời gian nó dài thì nó chỉ thế, mà ngắn thì biết đâu được. Thế tại sao lại cứ phải chờ, cứ phải đợi, cứ phải thế này thế kia? Làm đi, phải lao vào mà làm đi. Cứ lao vào mà làm thì tự dưng cái sẽ rút được kinh nghiệm, mà càng thất bại càng vấp càng tốt. Đấy, các bạn thấy là những cái ngày đầu mình, mấy năm đầu mình chia sẻ mỗi cái video có mấy người xem, cứ chia sẻ, đúng không? Ví dụ thế, đúng không? Thế nên làm cái gì thì làm, đừng có phải là thế này thế kia. Bạn nói cái gì thì bạn cứ nói, bạn gặp ai bạn thích bạn nói chuyện bạn cứ nói, đừng có sợ là nói xong mình nói sai nói hớ nói thế này thế kia, nói sai nói hớ lần sau sửa. Giao tiếp với ai cũng vậy, cứ chân tình, cứ chân thật, cứ thế này thế kia, cũng đừng có phải là thế này thế kia, nói cái này không biết là người ta có thích hay không, nói cái này người ta như thế nào, cách sống như này như nào, không cần thiết phải là như vậy, cứ chân thành, cứ thế này thế kia. Mình nghĩ cái gì hay là mình muốn cái gì hay là bất cứ cái gì, đặt vấn đề nói. Bạn là bạn cơ mà, đúng không? Sao lại phải thế? Đấy, các bạn để ý cho mình cái điểm đó. Một cái đặc điểm nữa các bạn để ý cho mình này. Cái người mà người ta có cái số, tuy người ta vất vả nhưng mà người ta vẫn là những người, người ta đầy đủ, người ta sung túc ý. Đặc biệt là ở họ, các bạn tiếp xúc với họ ý, các bạn sẽ thấy một điều là những người này họ sống kiểu họ biết điều lắm. Thường là biết điều lắm, biết lo, biết kiểu như là người ta không có cái kiểu cách sống mà lợi dụng đâu. Biết người biết ta lắm. Ừ. Biết người biết ta lắm. Không bao giờ lợi dụng, sống biết điều. Biết điều, biết ơn. Các bạn cứ để ý. Thường là như vậy đấy. Những cái người này bạn mà cứ sống, bạn cứ tốt với người ta đi, bạn cứ tốt với người ta, không bao giờ người ta để bạn thiệt.
thường thường là như vậy đấy. Chứ còn sợ nhất nha, mình nói nhá, sợ nhất là những cái người, người ta là những người ta lười ý. Những cái người mà người ta cứ lười biếng ý. Ừ, xong bắt đầu những cái người mà kiểu như là không muốn làm mà muốn có ăn ý, tham ý. Thì những cái người đó là những người nhiều cái, họ nhiều cái yếu điểm lắm. Những cái người như vậy rõ ràng đương nhiên là họ sẽ là cái người họ không biết điều, không biết ơn, dễ là cái người bạc bẽo. Bạn có giúp họ như thế nào đi chăng nữa nhưng mà họ không biết đâu. Ừ, những cái người như vậy là những cái người khó mà sung túc đầy đủ lắm. Những cái người như vậy họ có chộp giật được cái gì họ chộp giật nha, nhưng mà xong là cũng hết. Thì đặc biệt là lại những cái người như vậy họ lại không bao giờ họ biết giữ tiền, xong là cũng ok, xong là kiếm được bao nhiêu là tiêu hết ngay, tiêu hết ngay. Những cái người lười, những cái người mà kiểu như là không biết điều ấy, chống vậy thôi, thế đâm ra là lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng tung thiếu. Nhưng mà những cái người mà người ta là những người người ta chăm chỉ, cần cù, người ta bận rộn, người ta mệt mỏi, người ta vất vả một tí mà người ta đầy đủ, người ta biết điều lắm, cái tính của họ biết điều, biết ơn. Bạn cứ đầy đi, đầy đi, đầy. Nếu bạn là cái người như vậy, bạn đầy chính bản thân bạn đi. Không thì bạn có thể là bạn để ý những cái người xung quanh bạn ấy, xem là những cái người nào người ta là những cái người người ta như vậy. Ừ, những cái người nào mà người ta chăm chỉ, cần cù, người ta vất vả, người ta chịu khó ấy, mà người ta cũng không thiếu cái gì. Cách sống của họ đấy. Ừ, cách sống của họ đấy. Mà mình nói các bạn nha, các bạn hãy nhớ, các bạn luôn nhớ với mình một cái điều là như này này. Cả những cái người nào mà người ta là những người, người ta có cái cách sống, người ta biết ơn ý, người ta biết điều ý, không người nào khổ. Bạn nhớ đấy, không có người nào khổ hết. Những người đó kể cả là họ có khó khăn gì hay là như thế nào ý, nó chỉ là tạm thời. Bởi vì sao? Bởi vì họ sẽ là những người ý, họ được nhiều người tin tưởng, người ta dìu dắt. Bạn là cái người biết ơn ý. Cho dù bạn đang khó khăn, bạn cứ yên tâm đi, bạn là cái người sống, bạn biết điều, biết nghĩ cho người khác ý. Bạn là những người mà kiểu như không lợi dụng ấy. Bạn là cái người sống kiểu như là luôn trong, ở trong bạn ấy có một cái trân trọng, có một cái muốn báo đáp ấy. Bạn cứ yên tâm. Lúc nào bạn cũng được, có quý nhân đi bên cạnh, có quý nhân theo đấy. Mình nói ở đời những cái người, người ta chân thành, người ta biết ơn, người ta sống biết điều, ai người ta cũng thích gần, ai người ta cũng thích giúp đỡ. Khi bạn khó khăn, khi bạn gặp trở ngại, ai cũng muốn giúp đỡ. Chứ còn chẳng ai muốn là giúp đỡ những cái người mà kiểu như là vong ơn, vô ơn, những cái người bạc bẽo, những cái người mà kiểu như là không biết điều, những cái người mà kiểu như là cái lợi dụng dụng, cứ theo cái cách sống mà mưu mô, cách sống thế này thế nọ, cứ hở ra, ai hở ra cái gì là thế này thế kia. Ừ, xong người ta gọi là ăn no rồi quẹt mỏ, kiểu như vậy. Không ai thích gần những cái người như vậy. Những cái người như vậy có mà khổ suốt đời. Đi đến đâu người ta cũng coi thường, đi đâu người ta cũng giữ khoảng cách, người ta cũng cẩn thận. Người ta dỉ tai nhau, người ta nói với nhau là thôi đừng gần người này người kia, nguy hiểm lắm. Từ tâm tính, từ tính cách, từ cách sống nó làm ra như vậy đấy. (Cười)
Mấy hôm nay mình nghẹt mũi thì đơn giản nói có khó nghe, các bạn thông cảm cho mình nhé, thông cảm cho mình. Đúng không? Các bạn cứ thấy đi, các bạn cứ để đi, những cái người mà người ta vất vả nhưng mà người ta sung túc, người ta đầy đủ, sống biết ơn lắm, biết điều lắm, biết trước biết sau lắm. Ai mà tốt với họ là họ họ nhớ lắm, họ nhớ, nhưng mà họ là cái người kiểu như là họ nhớ nhưng họ báo đáp, chứ không phải là nhớ mồm. Nhớ nhưng mà luôn luôn nung nấu, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn tìm cái cách mà để mà báo đáp thế này thế kia, để mà cảm ơn. Không muốn, họ không muốn kiểu như là mang ơn ai đâu, kiểu như là cái người biết ơn ấy. Ừ. Không muốn mang ơn ai, kiểu như là không muốn nợ ai. Ừ. Kiểu là như vậy. Chính vì như vậy thế đâm ra họ là những người họ có uy tín. Ừ. Chính vì như vậy thế đâm ra họ là cái người họ có nhiều quý nhân. Quý nhân kể cả là về dương, về trần, giống như là kiểu như là về những cái vô hình. Vô hình ấy là người ta có thể là người ta gọi là về âm thì cũng được. Nói chung nhiều khi mình nói các bạn là như này, nhiều khi mình chia sẻ có những cái gì mà nó thuộc cái trừu tượng quá ấy, là mình cũng cũng ngại, mình không thích chia sẻ những cái gì mà nó kiểu như nó quá trừu tượng. Mặc dù mình nói nhá, mặc dù trong cuộc sống có rất nhiều thứ nó tồn tại nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, quá nhiều thứ luôn. Mà kiểu như mà nói mà nó không có cái chứng minh dẫn chứng mà nó cụ thể thì nhiều khi mình ngại, nhưng mà nó là có để mà dẫn chứng bằng cái logic, bằng cái phân tích mình vẫn dẫn chứng. Nhiều khi chúng ta có những cái linh cảm, có những cái cảm giác, làm sao mà chúng ta có thể là chúng ta phủ nhận là không có cái người âm người ta nhắc cho chúng ta. Nhiều khi nó đi vào giấc mơ, nó báo mộng đi. Làm sao mà chúng ta phủ định được, phủ nhận được là chúng ta có những cái người người âm người ta đi theo. Có những người người ta mất, người ta đi, người ta mất rồi, người ta vẫn hiện về, người ta nói cho chúng ta cái chuyện này chuyện kia, người ta vẫn cảnh báo cho chúng ta là cái chuyện bình thường đấy còn gì nữa. Hay là tự dưng bạn nhiều khi bạn kiểu dùng mình một cái thế này thế kia, là bạn tự dưng bạn có thể bạn biết bạn gặp cái chuyện vui hay không vui hay thế này thế kia. Hay là ngồi tiếp xúc với cái người người này người kia, người ta chỉ cần nhìn bạn ánh mắt thôi là bạn tự dưng bạn cảm thấy là cái người này tốt hay không tốt, bạn gai người hay không gai người, ánh mắt của người ta tử tế hay không tử tế. Đôi khi có những cái người người ta giọng người ta rất là tử tế nhưng mà cái tâm người ta nó không tốt ấy. Bạn vẫn có cái ngờ ngợ ở trong người, nó là cái gì, nó là cái điện năng đúng không, nó là cái gì nữa. Tại sao mà nhiều khi bạn có quý nhân thì bạn cảm nhận được, nó là như vậy đi còn gì nữa, đúng không, nó là như vậy đi chứ còn gì nữa. Bao nhiêu những cái mà chúng ta đâu có nhìn thấy đâu mà nó vẫn cứ tồn tại đấy thôi. Sóng điện thoại, sóng internet, rồi các loại sóng gì, các loại gì nữa, bây giờ thiếu gì cái sóng sánh gì đâu. Đến cái suy nghĩ mà nó luôn thường trực, cái suy nghĩ mà nó luôn thường trực ở trong chúng ta mà chúng ta chả nhìn thấy nó quanh quẩn ở đâu. Đến cái tâm, cứ bảo là cái tâm của chúng ta còn chả nhìn thấy nó nằm ở đâu. Trong khi có người thì bảo ở mắt, có người thì bảo ở trái tim, có người thì bảo là ở trong lòng, ở ruột, ở bụng, ở tay, ở chân, ở thế này thế kia. Có người thì bảo cái tâm nó nằm ở trong những suy nghĩ người này người nọ. Đây, nó hiển hiện như thế mà chúng ta chả biết nó nằm ở đâu. Có người bảo trên đầu, có người lưu các kiểu, nằm ở đâu chả ai biết mà nó cứ hiển hiện, đúng không, các bạn để đi. Bao nhiêu là thứ nó vẫn tồn tại mà chúng ta không thể nhìn thấy, đấy là sự thật đấy còn gì nữa, sự thật đấy còn gì nữa. Đúng không nào? Thế nên ý muốn nói gì thì nói nhá. Những cái người ấy, các bạn cứ để ý những cái người nào là người ta là những người ấy, người ta biết điều ấy nhá. Người ta sống, người ta biết ơn, người ta luôn có quý nhân đi theo nhá. Người ta luôn gặp những cái chuyện rất là may mắn. Những cái người đó không bao giờ người ta khó khăn đâu, không bao giờ người ta kiểu như túng thiếu đâu, không bao giờ người ta thế này thế kia đâu. Ok, có vất vả nhưng có thành quả.
để ý cho mình cái điều đó. Một cái điểm này nữa các bạn để ý cho mình này. Các bạn để ý cho mình là những cái người mà người ta là những người người ta tuy vất vả nhưng mà người ta đủ đầy. Người ta sung túc, người ta đủ đầy, người ta có cái số đó ấy, thì người ta còn có cái này mà chúng ta rất dễ chúng ta nhận ra. Chúng ta rất dễ chúng ta nhận ra. Những cái người này họ luôn là những người họ kiểu như là họ có cái cuộc sống ấy nó bình dị. Nó bình dị, cái cách sống của họ nó bình dị, nó giản dị. Từ cái cách ăn uống hay là cách ăn mặc hay là từ cái lời nói của người ta ấy, nó đều mang cái gì nó rất là bình dị, giản dị. Người ta không, người ta thích thực tế, không thích cái gì kiểu như là xa hoa hay là phù phiếm hay là thế này thế kia. Ừ. Người ta thế đấy, người ta thế đấy. Kể cả là lời ăn tiếng nói của họ nó rất chân thành, mộc mạc, bình dị. Thích là nói là nói thẳng, rõ quan điểm thế này thế kia, chứ không có cái chuyện mà mập mập mờ mờ xong thế này thế kia, xong rồi để đến cái lúc đó lại à biết thế này biết thế nọ. Không có cái chuyện mà uốn lượn hay là hoa mỹ hay là bất cứ một cái gì kiểu là như vậy, kiểu là như vậy. Đấy, các bạn cứ để đi, thường thường là như vậy. Chứ còn là nhiều khi trong cuộc sống có những cái người như mình nói các bạn là như này này, có những cái người người ta chẳng có gì, nhưng mà nhìn người ta thì các bạn biết rồi, đầy người đấy còn gì nữa. Chẳng có gì, nhưng mà cái bề ngoài người ta thì nhìn trông khủng lắm. Từ cái cách ăn uống, cách ăn nói cũng học thế nào mà nói cho nó điệu đà, cho nó học nói thế nào mà cho nó thành ra cái người thật là ghê gớm, thật là thể hiện. Xong rồi cứ toàn thích những cái ngồi xong rồi nói chuyện cứ thích vung lên cho nó ghê, xong bắt đầu nói chung họ cứ mơ mơ mộng mộng kiểu gì, họ không thực tế, không thực tế, toàn thích những cái hào nhoáng, những cái phù phiếm, không thực tế đâu. Cái người không thực chất, cái người không thực tế, bạn tiếp xúc bạn thấy khó chịu lắm. Bạn cứ để ý, bạn cứ sống với những cái người nào người ta không thực, không thật, không thực chất ấy. Mình tiếp xúc với người ta mình cảm thấy là cái người này có khi mình hở ra người ta bế mình đi lúc nào không biết, nguy hiểm, không có gì, không có niềm tin, có uy tín gì cả, cứ kiểu gì nhiều khi nói được nhưng mà cái lời nói thì rất là hay, nói rời nói bể nói này nói nọ nhưng mà không thực hiện được. Lời nói chỉ là lời nói. Nói theo cái kiểu nói cho vui. Đâm ra không có trọng lượng, cái lời nói không có trọng lượng. Sống không thực chất. Mà những cái người, mình nói những cái người, người ta có cái cách sống bình dị. Đôi khi người ta có những cái người bạn cũng rất là chân chất. Người ta thích kiểu như là có những cái, có cái niềm vui quây quần, vui vui với gia đình, với những cái người thân. Rất đơn giản, rất bình dị, rất tình cảm, rất ý nghĩa, rất biết quan tâm yêu thương nhau. Ừ. Kiểu là như vậy. Đấy, những cái người đó thường là những cái người cuộc sống người ta ok, tuy vất vả nhưng người ta không thiếu cái gì. Không thiếu cái gì. Đấy, trông vậy thôi, họ lại làm như vậy đấy. Lại là như vậy đấy. Mà hơn nữa nhá, lại là như thế này nữa này. Hơn nữa ấy, thì các bạn cứ để ý, những cái người mà người ta tuy vất vả mà người ta là những người cái số người ta sẽ sung túc, sẽ đầy đủ. Họ là những cái người họ luôn biết kiểu như là vươn lên, họ luôn có cái ý chí họ muốn vươn lên.
cũng chịu khó đọc sách đấy, chịu khó học hỏi lắm, chịu khó tìm mình tìm tòi rồi, chịu khó mà kiểu như đúc rút ra những cái kinh nghiệm lắm. Họ có ý chí, có ý chí. Bạn nào ấy, bạn nào mà đang khó khăn ấy, đang thế này thế kia, đang túng thiếu, đang khó khăn, đang khổ, cuộc sống nó kiểu như nó cứ rơi vào bế tắc ấy, đề nghị các bạn ấy xem lại cái bản thân, xem lại cái ý chí của mình đi, xem lại mình là cái người như thế nào, xem mình có ý chí hay không, mình có cái nghị lực hay không, xem mình có cái quyết tâm, có cái cố gắng hay không, hay là cái bản thân ấy vẫn cứ chây ì ra, vẫn cứ ỷ lại, vẫn cứ dựa dẫm, vẫn cứ cảm thấy là đang đang là còn màu hồng lắm. Xem lại đi, xem mình có phải là cái người lười biếng không, có phải là cái người mà thiếu ý chí không. Toàn là những cái người mà kiểu như là những cái người mà khó khăn khổ cực vất vả thế này thế kia, toàn là những người thiếu đi cái ý chí, thiếu đi cái vươn lên, thiếu thiếu cái vươn lên, thiếu ý chí, thiếu học hỏi. Như thế thì bảo sao mà không khó khăn. Những cái người đó họ chỉ cần họ bứt chí lên một tí, họ thế này thế kia một tí, họ thay đổi một tí, đỡ hẳn luôn đấy. Chăm chỉ lên tí, chịu khó lên tí, đừng có bao giờ mà kiểu như là, nói chung là đừng có, mình nói nha, nhiều người người ta bị một cái kiểu như là người ta cứ cứ cứ, cứ giữ cái thể diện ấy, cứ giữ cái sĩ diện ấy, cứ giữ cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh mà không có thật ấy. Ừ, cái cách sống mà theo cái kiểu như là không có thật ấy. Và cuối cùng là người ta chẳng dám làm cái gì, người ta chẳng làm cái gì, người ta không cố gắng một cái gì. Ừ, thế đâm ra là người ta chấp nhận cái cuộc sống người ta cứ không thực chất ý, suốt đời để đến mức độ mà chẳng làm được cái gì. Xong từ những cái đó, từ cái giữ thể diện, đâm ra sinh ra kiểu như là bốc phét. Đi đến đâu gặp ai thế này thế kia là kiểu như là cứ bốc phét, cứ ba hoa, cứ thế này thế kia. Ừ, cứ tạo cho mình cái vỏ bọc này này nọ nọ, kiểu mặc cảm mà. Những cái người hay thích kiểu là bao hoa bốc phét là những người người ta mặc cảm, người ta không có, người ta sợ sợ người khác, người ta đánh giá, sợ người khác thế này thế kia, đâm ra là người ta cứ phải thế này thế nọ, phải nổ, phải cứ không thực chất. Những cái người khổ, những cái người như vậy khổ, thiếu thốn khổ, khổ hết đời đấy. Bỏ ngay cái tính đấy đi, sĩ diện bỏ ngay đi. Bây giờ ai người ta ok, có những cái sĩ diện nó là cái tốt đấy. Ừ, nhờ có cái sĩ diện thì con người ta mới kiểu như là vươn lên, phấn đấu. Ừ, thì nỗ lực thì có cái sự mà kiểu như là sáng tạo, phấn đấu, phát triển. Nhưng mà tuy nhiên những cái người sĩ diện theo cái kiểu đã lười đấy, còn sĩ diện, cái sĩ diện ở đây là người ta nhìn thấy những cái này cái kia, là người ta không thể là cái người lì, không thể là cái người mà lười học, hay là lười làm lao động, hay là thế này thế kia. Người ta biết đường, người ta có ý chí, người ta vươn lên nó khác. Đường này cái sĩ diện đây vừa lười vừa sĩ, vừa lười vừa không có cái gì, muốn làm mà không có ăn thì thế này thế kia. Thì cái sĩ đó của bạn cũng mà khổ suốt đời. Các bạn nhớ đấy. Thế nên bạn nào mà có cái tính đó là các bạn bỏ ngay đi. Bỏ ngay đi, chẳng để làm gì cả nhá, chẳng để làm gì cả. Bạn có như thế nào thì như nhá. Bạn có như thế nào, bạn có sĩ diện bốc bốc phét như thế nào, như nhưng mà người ta, người đời người ta nhìn vào cái thực tế, bạn tiếp xúc với người ta mời bạn 3 bữa 5 bữa, bạn phải mời lại người ta 1 bữa chứ. Lại đường này nói thì như rồng, ăn nói thì uốn lượn như rồng, thể hiện này này nọ nọ, cuối cùng cái thực chất làm gì có đâu. Thế có phải là dở không? Thà bạn là cái người bạn cứ chịu khó đi, vất vả một tí cứ chịu khó đi, nhưng mà bạn là cái người thực chất, bạn ăn xin của ai đâu, bạn người này người kia, bạn cứ ok thế này thế nọ, bạn vẫn là cái người có giá trị, chả cần phải nói năng gì, nhưng bạn vẫn là cái người kiểu như là bạn sống nó thực chất, đầy người tôn trọng bạn, mà từ đó bạn có thể là bạn đi lên mà vươn cao được chứ. Chứ đường này ăn mặc cho nó thật đẹp và nhìn cho nó thật thế này thế kia, thế gặp đi đường mà gặp những cái người người ta cần giúp đỡ, gặp người tai nạn, người ta thế này thế kia làm ngơ,
đi thẳng, rồi ngồi ngồi với ai thì nói chuyện, tôi tâm đức, tôi tốt, tôi thế này thế kia, để làm gì? Cứ thực chất đi, ok đi, cứ chịu khó mà thay đổi, chịu khó mà học hỏi, thay đổi tu sửa, bỏ bớt cái tôi xuống, cái bản ngã xuống. Thế thì kiểu gì chả ok, kiểu gì chả đầy đủ, kiểu gì mà chả sung túc, kiểu gì ấy chả tốt hơn, tốt lên, mọi người tôn trọng mình hơn. Thời buổi này ai người ta người mọi người cái thời buổi này người ta kiến thức thông tin đầy, ai cũng hiểu biết, cần gì về những cái gì, những cái thói quen gì ngày xưa bỏ đi. Đó. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.